Vâng, xin chào tất cả quý anh chị đã quay trở lại với kênh Thành Đồ Xin. Quý anh chị đã đến kênh Thành Đồ Xin lâu rồi mà chưa đăng ký kênh Thành Đồ Xin thì thật sự là một hối tiếc quá là lớn luôn. Anh chị hãy nhớ bấm đăng ký kênh Thành Đồ Xin, đồng thời là bấm thêm nút chuông thông báo. Mỗi lần Thành Đồ Xin ra clip mới sẽ chủ động thông báo cho quý anh chị. Thông thường lịch lên clip của nhà Thành Đồ Xin sẽ là như sau: 10 giờ sáng, 15 giờ chiều và 8 giờ tối. Mỗi khung giờ sẽ lên một vài những sản phẩm để anh chị chúng ta có thể thoải mái mà lựa chọn, đặc biệt là những bác nào đam mê đồ xì nhá. Nhắc qua một chút thì Sành Đồ Xì là một shop đồ xì hàng hiệu chuyên các món hàng thủ tuyển cho Nam. Sành Đồ Xì miễn phí ship toàn quốc và đồng thời là cam kết chính hãng với những sản phẩm mình bán. Hôm nay thì chúng ta sẽ có rất nhiều những mẫu mã gió ở đây với các size số khác nhau đến từ các thương hiệu là Dunlop, New Balance hay là có cả Adidas và Nike, chúng ta sẽ khám phá luôn. Sản phẩm đầu tiên Sành Đồ Xì gửi cho mọi người là chúng ta sẽ có một cái sản phẩm vintage của Dunlop này. Dunlop thì đây là một thương hiệu ban đầu tiên, thì ở đây là một trong những cái công ty mà họ làm là đa quốc gia anh chị nhé. Và nếu để nói về một quốc gia nguồn gốc xuất xứ thì gần như là không có. Những cái tư liệu gần nhất đây thì họ bảo rằng là ở Scotland, nhưng mà có những tư liệu khác họ lại bảo Vương quốc Anh, nên là chúng ta cứ auto một điều là hàng của Dunlop thì sẽ dành cho bác nào mà ăn chắc mặc bền. Tại sao lại nói như vậy ạ? Tại vì những cái món hàng của Dunlop anh chị họ sẽ làm rất là bền bỉ, đặc biệt đây là một thương hiệu ban đầu tiên họ làm lốp, chính vì thế nên những sản phẩm của họ là luôn rất chất lượng. Con gió này thì họ sẽ bao gồm hai lớp này anh chị này, một lớp trong và một lớp ngoài, nó sẽ kiểu dạng hơi xốp phồng như thế này. Đây là mặt đằng sau của chiếc áo này. Bên dưới thì chúng ta sẽ có cái phần bo viền như thế này nhá. Với cái kiểu phần bo viền như thế này thì anh chị nào mà chúng ta ưu tiên cái sự gọn gàng thì nên lựa những sản phẩm như thế này. Bên tay thì chúng ta sẽ có hai cái viền như thế này và phần cổ tay bo anh chị thấy còn rất là ok và chắc chắn đúng không ạ? Với chiếc này chúng ta sẽ có mã A38 với con quần này, với con áo này. Đây là một chiếc áo size MO. Chiều dài của chiếc này là 67 ngang 60 và vai chiếc này là 54. Con này thì anh chị nào chúng ta thích mặc theo kiểu rằng là nó hơi phồng phồng một tí thì khoảng 65. Còn không thì anh chị cứ khoảng 70kg mặc ok con này cho em xanh. Một con hàng ok của Dunlop. Sản phẩm tiếp theo chúng ta cùng nhau đến với một con khác của Reebok. Reebok thì đây là tập đoàn con của thương hiệu Adidas và đã được Adidas mua lại vào năm 2005. Và chúng ta sẽ có những cái thiết kế của Reebok thì mang những cái dáng dấp rất là riêng anh chị nhé. Với con này thì chúng ta sẽ có cái tông màu của nó là cái tông màu cam, xong rồi họ phối thêm cho chúng ta là cái màu như thế này nữa. Ở đây là chất gió, còn cái phần màu xám này sẽ là chất nỉ anh chị nhé, khá là hay. Bên dưới thì chúng ta sẽ có hai chiếc túi áo mà họ gần như là rất là biết cách tàng hình. Mặt đằng sau thì sẽ có một vài những chấm như thế này để tạo cái điểm nhấn cho con áo. Bên trong thì họ sẽ lót cho ta một cái lớp lưới như thế này nhá. Với chiếc này chúng ta sẽ có mã A39 với một con áo size M. Chiều dài chiếc này 69 này anh chị này. Bề ngang chiếc này là 50. Con này thì khuyến khích cho anh chị nào chúng ta khoảng 60 cho đến 65kg có thể mặc ok được con này nhá. Khoảng 65 địa cho nó vung vắn nhá. Còn không anh chị thích mặc hơi ôm thì khoảng 60. Cái phần khóa này thì họ làm theo đúng cái khóa luôn anh chị, khá là hay. Con này thì màu bên ngoài thì đậm thêm một tông đấy nhá. Một con hàng chất lượng đến từ Reebok. Sản phẩm tiếp theo của chúng ta thì cùng nhau đến với một con của Brownwin này. Con này tại sao mà có mặt trong cái này? Thứ nhất là đây là một con Brownwin vintage. Và thứ hai, cái phần cổ bẻ như thế này, mấy con này sẽ rất là đẹp này anh chị này. Mấy con này mặc cực đẹp luôn. Mà con này bên ngoài rất là mới nhá. Con này màu đen xì luôn ạ. Với chiếc này chúng ta sẽ có mã A40 với con áo này size L. Chiều dài chiếc này 70, ngang 55 và vai chiếc này 50. Quý anh chị nào chúng ta khoảng thích anh chị nào khoảng 65-70kg có thể mặc ok cái sản phẩm nhé. Anh chị yên tâm rằng là con này ở bên ngoài đẹp hơn trên clip rất là nhiều. Khi anh chị phối đồ lên thì con này sẽ cực kỳ hoàn hảo cho anh chị nhé. Và chúng ta sẽ có hai túi cúc ở đây, thì họ sẽ dùng theo kiểu dạng đóng cúc bấm và mặt bên trong họ sẽ lót cho ta thêm một cái lớp lưới, thêm một cái lớp ni lông mỏng như thế này. Tiếp theo nữa, một sản phẩm anh chị không được bỏ lỡ, đó là chúng ta sẽ có một con bomber của Wade này. Con này thì gần như là siêu mới luôn anh chị, một con bomber của Wade. Và với chiếc này thì chúng ta sẽ có các thông tin như sau, nhưng mà trước hết thì em Thành nói luôn là bomber thì họ sẽ hay thích làm ở phần tay nó bị nhăn, chứ không phải là giặt xong nó bị nhăn đâu anh chị nhá. Anh chị phải hiểu rất rõ về những cái dòng bomber theo kiểu là bomber alpha như thế này. Với chiếc này của Wade thì chúng ta sẽ có mã A41 với con áo này size L.
chiều dài của chiếc này sẽ là 71, ngang 56 và vai chiếc này đó là 46. Con này thì áng chừng cho anh chị là khoảng 70kg mặc đẹp nhá, khoảng 70kg. Riêng gì chứ riêng bomber thì anh chị phải mặc ôm vào một tí, chúng ta mặc cái gì nó cũng đẹp được. Con này quá đẹp luôn, rất là mướt. Con này là cái màu, màu con này sẽ là, đây anh chị thấy con này có một cái đoạn chấm chấm nhỏ nhỏ đúng không? Và em Sài nghĩ là nó không ảnh hưởng đến chất lượng con áo này đâu ạ. Con này màu giống y trên clip anh chị nha. Sản phẩm tiếp theo của chúng ta thì sẽ có một con siêu chất lượng đây. Một con mai siêu chất lượng anh chị ạ. Con này không phải nai mà con này là con mai anh chị ạ. Và cái dạng bọn mai này nó sẽ làm những quần áo mà nó như thế này. Khó để diễn tả cho anh chị, nhưng mà nếu mà anh chị đang ở một cái nơi rất là lạnh và anh chị đang cần đi một cái quãng đường dài bằng xe máy thì đây sẽ là một chiếc áo hoàn hảo để anh chị chúng ta có thể đi cắm cắm trại các thứ sẽ rất là ngon. Đặc biệt nó là có hai túi anh chị, có hai túi theo cái kiểu dạng ăn chắc mặc bền. Mấy cái mẫu này thì ở bên trong này họ sẽ lót cho chúng ta một cái lớp ni lông như này nhá. Và bên ngoài thì anh chị biết gì không ạ? Cái kiểu gió này thì không phải cái gió sồn soạt mà anh chị thấy đâu, mà cái gió này nó sẽ rất là dày luôn, nó sẽ lên rất là đứng form đó. Khi anh chị mặc con này thì cái phần từ đoạn miệng này của chúng ta thì sẽ được che bởi cái phần cổ áo kéo lên như này, sẽ rất là ok. Chúng ta sẽ đến thông tin của con áo này luôn. Nhưng mà nói gì thì nói thì con Mai Banger này họ làm rất là chất lượng với khóa đồng luôn ạ. Và những cái phần phụ kiện đi cùng như này. Đây sẽ là Mai A42 với con áo này size 2XL. Chiều con này sẽ là form kiểu form dài anh chị nhá. Chiều dài chiếc này sẽ là 81, ngang 63. Con này anh chị nào khoảng 75kg sẽ mặc rất đẹp. Và đặc biệt đó là đằng sau này thì sẽ còn có một cái túi như thế này nữa anh chị. Đằng sau lưng này sẽ có một cái túi như thế này nữa. Đúng là một con áo để đi trekking của Kha. Màu cũng rất là đẹp luôn, thân thiện với môi trường. Sản phẩm tiếp theo chúng ta cùng nhau đến một con của Atlantic ở Movement đi ạ. Thành đồ si thì không giỏi tiếng Anh lắm nhưng mà đọc thì nó na ná kiểu như vậy. Biết đây là một con áo hiệu. Con này thì đầu tiên mới, thứ hai mới và thứ ba cũng là rất mới. Ở bên trong này thì họ sẽ lót chúng ta một cái lớp bông như thế này. Anh chị nào chúng ta biết những cái dòng gió như thế này rồi thì comment ở phía bên dưới giúp em Sành Đồ Si nhá. Đây là họ thêu nhé, không phải là họ in đâu ạ. Và tay họ làm còn rất là mới luôn. Sẽ có một cái vạch trắng như thế này, bo chun rất là tốt. Bên dưới thì họ sẽ cho chúng ta thêm một cái dây như thế này nữa. Và với chiếc này thì anh chị có thể để cổ trụ như thế này hoặc là anh chị chơi theo kiểu dạng cổ bẻ cũng đều được. Cái này là tùy sở thích của mỗi người. Dòng khóa của họ dùng đây là THC nha, dòng khóa THC. Cũng là kiểu cái dòng của IKK thôi nhưng mà THC đây là viết tắt của chữ Atlantic gì đó ấy. Em Sành quên mất rồi. Và mặt đằng sau cái đoạn này thì sẽ có một cái đoạn cao su họ in như thế này ạ. Đây sẽ là mã A43 với con áo này size M. Chiều dài của chiếc này 69, ngang 56 và chiếc này đó là 45. Con áo này thì anh chị nào thích mặc vừa thì khoảng thích mặc kiểu hơi rộng một tí thì khoảng 65. Còn không thì anh chị khoảng 65-70 mặc ok cho em Sành nhé. Đó, một con hàng ngon nghẻ, siêu mới luôn. Đó, anh chị chúng ta quan sát lại một lần nữa để chúng ta biết rằng là con này có nên chốt đơn đặt hàng không. Lời khuyên của em Sành là có nhé. Sản phẩm tiếp theo có một con của Nike này. Con này của Nike là Nike chính hãng luôn anh chị. Con này có một cái đặc điểm đó là con này màu đỏ tươi. Và ở bên tag này sẽ là tag Nike chính hãng này anh chị. Và con này được sản xuất và gia công tại Việt Nam anh chị nhá. Và anh chị nào chúng ta không thích hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ tại Việt Nam thì anh chị chúng ta chuyển qua một con hàng khác. Còn anh chị nào chúng ta cảm giác rằng là hàng Việt Nam chỉ cần nó là hàng Âu thì chơi được thì anh chị chốt đơn với em Sành nhá. Đây sẽ là một con hàng của Nike. Con này thuộc cái nhánh là Klima. Klimafit Nike thì sẽ có nhiều những cái nhánh khác nhau anh chị ạ. Ví dụ như là T90 này, Klima này, Hydrific thì tùy theo cái kiểu dạng là mỗi cái nhánh họ sản xuất thì sẽ có một cái điều đặc trưng ấy. Thì con này là thuộc cái dòng là Klimafit anh chị nhá. Tag Nike là thêu. Và ở bên dưới thì cũng có cái dòng chữ của cái dòng là Klimafit ở đây luôn. Với chiếc này thì chúng ta sẽ có các thông tin như sau. Đầu tiên thì em Sành khoe tiếp mọi người là ở phần cái phần xẻ tà này thì họ lại có thêm một cái khóa chúng ta nữa. Khá là hay. Nói chung là chắc đây là cái đặc trưng của cái dòng Klimafit này.
Chúng ta sẽ có chiếc áo này với các thông tin như sau. Đầu tiên đây sẽ là mã A44 với con áo này chiều dài là 72, ngang 59 và vai chiếc này là 51. Con áo này sẽ là một chiếc áo size L. Anh chị nào chúng ta 70, quanh 70kg thì mặc ok con này nhá. Quanh 70kg mặc đẹp và mặc ok con này cho em sành đồ xịn. Đây sẽ là một chiếc áo mà size con này gọi là size L cũng được, mà XL cũng được, L thì là LO và XL là XL Á. Sản phẩm tiếp theo chúng ta sẽ có một con của Basketball, thuộc cái dòng Basketball. Con này thì sẽ là hàng của Mizuno for Bomber anh chị, rất là mới luôn. Và thông thường Bomber họ sẽ có một cái đặc điểm đó là phần tay nó sẽ dài hơn. Để làm gì ạ? Để chúng ta có thể mặc giống như kiểu dạng là cái phần này trên này nó sẽ bo viền xuống anh chị. Đó, thì cái phần tay áo nó sẽ dài hơn theo kiểu là gần giống kiểu crop. Chiếc này chúng ta sẽ có mã A45 với một chiếc áo size SO anh chị nhá. Chiều dài 62, ngang 51. Con này thì không có gì nói ngoại trừ là rất là mới và hàng Bomber rất là đẹp của Mizuno. Con này thì cũng chỉ một lớp thôi anh chị ạ, một lớp nhẹ nhàng tình cảm thôi, rất là mới. Nhìn cổ áo thì anh chị cũng biết là rất là mới rồi đúng không ạ? Con hàng của Mizuno. Sản phẩm tiếp theo chúng ta sẽ có một cái sản phẩm đến từ nhà Golden Bee, hay còn gọi là một cái tag đến từ Jack Nick Cloud. Golden Bee này thì được thành lập bởi Jack Nick Cloud, và khi nhắc đến Jack Nick Cloud thì người ta không hay nhớ ông là một trong những vận động viên nổi tiếng của thế giới, mà người ta hay nhớ ông với thương hiệu đó là Golden Bee. Con này thì sẽ mang dáng thấp là vừa cổ điển theo kiểu dạng Mỹ mà nó cũng vừa thể thao anh chị nhá. Đó, cái kiểu như này anh chị biết rồi đúng không ạ? Cổ trụ như này anh chị biết rồi. Và chúng ta sẽ có thêm chữ Jack Nick Cloud ở đây nữa, một cái túi áo bên trái này nữa. Dưới thì họ sẽ làm theo kiểu dạng bo viền như này anh chị. Đây là mặt đằng sau. Trên này thì cũng sẽ có cái dạng kiểu dạng cầu vai luôn nhá. Đây sẽ là mã A46 với con áo này là một chiếc áo size SO thì anh chị, tính là size M cũng đúng mà là SO cũng không sao cả. Chiều dài chiếc này 61, ngang 51 và vai chiếc này là 44. Quý anh chị nào chúng ta trong khoảng là 60, quanh khoảng 60kg thì có thể mặc ok con này. Đó, anh chị nào chúng ta cảm thấy số đo vừa mình thì chốt nhé. Còn lại em dành tư vấn thì khoảng 60, quanh quanh đó thì có thể mặc ok con này. Con này thì quá nét nẹt luôn rồi, không có gì để bàn luôn rồi. Sản phẩm tiếp theo chúng ta sẽ có một con của ASICS này. Con này của ASICS này anh chị này. Con này của ASICS có một cái đặc điểm, đó là con này mới. Đặc điểm thứ hai cũng là mới, và đặc điểm thứ ba là con này họ làm một lớp, họ chỉ làm một lớp thôi, gió mỏng một lớp thôi. Ở mặt giữa lưng này thì họ sẽ làm cho ra thêm một cái lớp lưới nữa. Cổ này anh chị thích thì có thể làm theo kiểu cổ bẻ, không thì anh chị kéo hết cổ lên để ôm hết cổ của mình nhá. Và cái khóa này mới là cái điều em sành thích này, rất thích như khóa mà họ làm mà kiểu dạng là nguyên bản cùng với thương hiệu luôn. Với chiếc này chúng ta sẽ có tag là Made in Japan. Đây là một con hàng được sản xuất và gia công tại Nhật Bản. ASICS cũng là một trong những thương hiệu đại diện của Nhật Bản luôn. Với chiếc này chúng ta sẽ có theo kiểu dạng là hai túi, bên dưới này thì sẽ có logo của ASICS nữa. Đây sẽ là mã A47 với con áo này size LO. Chiều dài chiếc này 70, ngang 55. Quý anh chị nào chúng ta trong cái khoảng là 70kg có thể mặc ok con này. Hoặc là anh chị nào chúng ta thích kiểu rằng là ôm ơi là ôm thì lên khoảng 75, nhưng mà em dành với thích quanh khoảng 70kg thôi, mặc con này sẽ nét nghe rất đẹp luôn. Và các bác ở miền trong ấy, nếu mà kiếm một con áo mỏng thôi thì có thể lựa qua những cái sản phẩm kiểu như thế này nhé. Hàng rất là mới luôn. Sản phẩm tiếp theo là chúng ta sẽ có một con của Hillcrop này. Hôm trước bác nào mua con cuộn gió của Hillcrop rồi thì mua tiếp con áo này nữa, nếu mà trong trường hợp nó vừa sai nhá. Con này thì có một đặc điểm thôi, mới, rất mới, rất mới, màu tối, có thêm hai túi, bên dưới thì dây rút. Đặc biệt đó là bộ Hillcrop này họ làm sẽ thi thoảng sẽ hay gắn thêm cho chúng ta những cái vải nó rất là cứng kiểu như này. Đó, để họ làm những cái chi tiết cho chúng ta cho bền bỉ. Với chiếc này thì hàng rất là mới và chúng ta sẽ có mã A48 với một chiếc áo size XL hoặc tính size L cũng được nhá. L là L Á, của XL là XL Việt Nam. Chiều dài chiếc này 71, ngang là 61. Quý anh chị nào chúng ta trong cái khoảng đó là khoảng 70kg đổ lên thì mặc mới có thể mặc ok con này. Phần tay áo của con này thì họ làm cũng rất là chất lượng luôn. Đó, làm như thế này thì đúng kiểu rằng là tiền nào của lấy anh chị ạ. Quên mất nhắc mọi người là hôm nay chúng ta sẽ đồng giá là 450k trên một chiếc áo bất kỳ, đã bao gồm phí ship rồi. Nên là anh chị nào chúng ta quan tâm đặt hàng thì liên hệ với Sành Đồ Si qua Zalo 0337 707 398. Ok, đây là một con áo ngon nghẻ của thương hiệu này, của thương hiệu Crop. Sản phẩm tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với một con hàng của VIP hay là VIP Playboy đây anh chị. Với con này thì em Sành không có gì để nói nhé.
Thứ nhất đây là cái chất kaki này anh chị này. Thứ nhất đây là cái chất kaki. Và thứ hai và là hàng của Playboy hay là VIP Playboy thì không phải bàn luận gì thêm nữa rồi. Chúng ta sẽ có thêm cái phần khóa đi cùng nguyên tác luôn. Cam kết với anh chị đây là một con áo chính hãng luôn ạ. Đó, có thêm một vài chi tiết để anh chị chúng ta ngắm nghía. Đây sẽ là mã A49 với con áo này size LO nhé. Chiều dài chiếc này 69, ngang 59 và chiếc này nó là 51. Con này thì anh chị nào chúng ta khoảng 70-75kg có thể mặc ok nhé. Có thể mặc ok con này, một con áo rất đẹp luôn của VIP Playboy. Và có một cái điều đặc biệt đối với những cái mẫu kaki đó là nó càng bẩn thì trông nó sẽ lại càng bụi bặm và nó sẽ càng đẹp. Đấy là một trong những cái điều mà em Sành đã thấy ở rất nhiều từ những cái bộ sưu tập áo kaki của những thương hiệu lớn. Họ cũng luôn luôn kiểu đề cao cái sự bụi bặm. Chẳng hạn như là Carhartt này, Dickie này hoặc là một vài thương hiệu liên quan đến quốc què khác. Sản phẩm tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với một chiếc áo khác của thương hiệu là Kepa. Với thương hiệu này thì anh chị chúng ta có một cái điều quan trọng nhất thôi đó, anh chị đừng nhầm thương hiệu Kepa USA này với thương hiệu Kappa. Kappa là của Ý, còn Kepa USA này đây là một thương hiệu thể thao của Mỹ nhá. Với chiếc này thì chúng ta sẽ có theo cái kiểu dạng là dòng bu rông. Anh chị chắc là nhìn phát đã biết là áo thể thao của Kepa rồi đúng không ạ? Rất là chất lượng. Bên trong này thì họ sẽ lót cho thêm một cái lớp như thế này nữa. Đây sẽ là mã A50 với con áo này là size XL. Chiều dài chiếc này là 75, ngang 62. Con này thì anh chị là khoảng 75kg mặc ok nhé. Khoảng 75kg mặc rất đẹp và rất ok với con áo này. Sản phẩm tiếp đó chính là Musingwear. Chúng ta sẽ có con này của Musingwear đây. Trải qua một mùa hè với nhau thì anh chị chúng ta đã làm quen với rất nhiều hàng hóa của Musingwear với logo hình con cánh cụp. Em Sành mạnh dạn giới thiệu con này, đây là một trong những con áo đẹp nhất của Musingwear cho anh chị. Tại sao lại gọi là đẹp nhất? Tại vì thứ nhất là độ mới nó đẹp và thứ hai là thích cái cổ của nó, thích cái sự đồng điệu trong những cái cách thiết kế của họ. Với con này thì anh chị xem lại cái phần bo tay này. Bo tay nét nè luôn ạ. Đây sẽ là mã A51 với con áo size LO nhé. Chiều dài chiếc này là 67, ngang 59 và chiếc này là 50. Con này thì anh chị nào chúng ta trong cái khoảng là khoảng 70kg mặc là ok rồi. Anh chị chúng ta khoảng 70kg mà mặc là nét nè và ok với con này rồi. Mặt bên trong con này thì được lót lưới như thế này anh chị ạ. Đó. Và Musingwear anh chị thấy không ạ? Ngoại trừ là cái tất cả mọi thứ con này đều rất là chuẩn chỉ luôn. Musingwear này. Cái tag cái chữ bút bi này thì anh chị đừng để ý, tại vì khi mà em Sành nhập cái kiện này về thì nó đã như thế này sẵn rồi. Sản phẩm tiếp theo chúng ta thì cùng nhau đến với một con của Classico LF này anh chị này. Với con này thì chúng ta sẽ có thương hiệu này được thành lập vào năm 1974 nhé. Con này thì cũng giống na ná với tất cả những cái sản phẩm khác của LF thì con này thứ nhất là màu đẹp, chất lượng và không biết nói gì thêm nữa. Con này theo kiểu rằng là sẽ ôm đến tận cổ trên này cho chúng ta. Bác nào đã từng chơi gió mà gặp mấy con của LF rồi thì chơi con này đi. Con này đây là một trong những sản phẩm chất lượng cực kỳ mà em Sành giới thiệu mọi người. Đây, thứ nhất là tay áo này. Tay áo này. Con này bên ngoài clip thì sẽ đẹp hơn trên clip rất là nhiều nhé. Đó, nhìn nó mượt mà ống ả như này cơ mà. Đây sẽ là mã A28 với con áo này size long. Chiều dài chiếc này là 70, ngang chiếc này là 56 và vài chiếc này là 45. Anh chị nào chúng ta khoảng 70kg mặc đẹp con này cho em Sành nhé. Còn anh chị nào chúng ta bảo rằng là mình 65 có mặc được không? Được, mặc được. Quan trọng nhất là anh chị chúng ta thích hay không thôi. Thích là nhích, không cần phải lo lắng bất cứ một cái gì cả. Không vừa size em Sành đổi, sẵn sàng đổi size cho mọi người. Chỉ cần mọi người thanh toán phí ship quay đầu lại giúp em Sành thôi. Mà nói gì chứ mình bây giờ mình đi chợ hay là mình đi đâu cũng cần tiền xăng dầu đúng không ạ? Và chắc chắn các anh chị shipper ngoài kia thì cũng có gia đình của mình, nên là anh chị chúng ta lịch sự thanh toán lại khoản ship này giúp Sành đổi xin nhé. Sản phẩm tiếp theo là một con hàng của Converse đây. Con này thì nếu nó là cái ghế thì chắc chắn là chuyện đấy là không phải bàn. Chúng ta sẽ đến với con này theo cái kiểu dạng là form giấu mũ. Tại sao lại gọi là giấu mũ? Tại vì cái mũ của con này có thể giấu ở bên trong này anh chị ạ. Nó sẽ lúc nào thích thì anh chị dùng, còn không thích thì anh chị chúng ta cất vào nhé. Con này cũng thuộc kiểu dạng là gió Converse nhẹ, Converse mỏng thôi. Một cái tag nhật như thế này là đủ để cam kết chính hãng với anh chị. Và những cái sản phẩm khác, những cái chi tiết khác, con này thì rất là mới. Màu cũng đẹp đúng không ạ? Màu cũng siêu siêu đẹp luôn.
đó, hàng Converse này. Với chiếc này chúng ta sẽ có mã A29 với con áo này size MO. Chiều dài chiếc này là 66, ngang chiếc này là 56. Con này thì án chừng cho anh chị nào chúng ta khoảng 65kg mặc ok nha. Khoảng 65kg anh chị nhấc máy lên và đặt hàng con này cho em dành Converse. Sản phẩm tiếp theo chúng ta sẽ đến với một cái con hàng đến từ thương hiệu Italia, đó chính là Monteviso. Con này thì em Sành có thể là đọc khác với mọi người, tại vì là nói gì nói chứ kiểu mình không có được Tây lắm ấy, nên là mình sẽ đọc khác mọi người một chút. Thì mọi người đọc ra được như thế nào thì là như thế, nhưng mà chất lượng con này thì chắc chắn là tốt như nhau. Dù là mọi người có review hay là Sành Đồ Si nói thì sản phẩm này cũng sẽ tốt như nhau. Đây sẽ là mã A30 với con áo này size M. Chiều dài chiếc này 66, ngang chiếc này 55 và vai chiếc này là 50. Con này thứ nhất là màu nó đẹp ơi là đẹp, và thứ hai đó là cái phần bo chun vẫn còn tốt ơi là tốt. Thì anh chị đừng bỏ lỡ cái sản phẩm này, đặc biệt thích cái phần lưới họ làm như thế này này. Đó, một con hàng ok, ngon nghe, theo kiểu dạng là đơn giản, dễ mặc mà lại còn rất là đẹp và lịch sự nữa. Nói chung thì Đồ Si thì có chiếc này chiếc kia, nhưng mà gần như là con nào cũng sẽ không trùng hàng với con khác. Thì với chiếc này thì chúng ta sẽ có một cái sản phẩm đến từ Navi Product này. Navi hay là Old Navi thì đây đều là những sản phẩm mà anh chị đều biết hết rồi, đều liên quan rất nhiều đến những cái dòng leo núi leo đồi các thứ. Thì con này cũng na ná kiểu như vậy này anh chị này. Với chiếc này thì chúng ta sẽ có các thông tin như sau. Đầu tiên là em Sành sẽ cho mọi người xem qua trước một phần cái phần tay áo của họ làm đã. Đó, tay áo họ sẽ làm như thế này. Con này rất là đẹp và mượt đúng không ạ? Đây, bên cạnh này sẽ có một cái túi áo trái như thế này nữa. Bên trong thì họ sẽ lót cho ta thêm một cái lớp lưới này. Và đặc biệt đó là tông màu này phối rất đẹp anh chị ạ. Với chiếc này chúng ta sẽ có cái phần này họ sẽ kéo cổ cao này. Đây là mã A31 với một con áo size MO. Chiều dài của chiếc này đó là 67 tà trước và 69 tà sau. Thực ra không tính tà đâu, nhưng mà con này họ thiết kế kiểu rằng là trước ngắn và sau dài một chí, nên là Sành Đồ Si cung cấp số đo một cách toàn diện cho mọi người, để mọi người có cái nhìn khách quan về sản phẩm hơn. Cảm giác như kiểu mọi người ở nhà nhưng mà được sờ nắn y như Sành Đồ Si vậy á. Đây sẽ là mã A31 với con áo size MO. Con này bề ngang sẽ là 54 và vai là 45. Tất cả những thông tin số đo này thì Sành Đồ Si đều để ở bảng bên cạnh cho anh chị, và anh chị chúng ta có thể là xem tham khảo số đo kỹ hơn khi mà chúng ta đặt hàng. Với con này thì sẽ vừa cho những anh chị là chúng ta khoảng 65kg nhé. Khoảng 60-65kg anh chị có thể mặc ok con này. Đó, một con hàng không quá to, nhưng mà con này đủ để anh chị đi ra ngoài đường cảm thấy an tâm hơn. Colony này anh chị ơi, Colony này, con này thì biết nói nào nhỉ? Tại vì chất con này sẽ rất là mềm mại, và đặc biệt đó là thích cái kiểu dạng cổ của nó, Colony. Thương hiệu này thì đây là một thương hiệu của Hàn và không có nổi tiếng mấy anh chị, nhưng mà được cái là hàng hóa của người ta nhìn lại rất là đẹp. Đặc biệt đó là con này siêu mới, con này khoảng 95%. Đó, anh chị thấy cái nỉ bên trong này gần giống kiểu cái nỉ da cá anh chị. Với chiếc này chúng ta sẽ có mã A31 với con áo này size LO nhé. Chiều dài chiếc này 70, ngang 57 và chiếc này 45. Quý anh chị nào chúng ta trong cái khoảng 70kg thì mặc ok con này. Con này ở bên dưới thì còn có phần dây rút nữa này. Hôm trước thì bạn Cường luật sư thì đã qua đây và múc một con Colony như này. Hôm nay may mắn lại về thêm một con nữa. Sản phẩm tiếp theo chúng ta cùng nhau đến với một chiếc khác của New Balance. New Balance thì nổi tiếng nhất với câu nói gì anh chị biết không ạ? Chúng tôi không phải là công ty giày lớn thứ nhất thế giới, chúng tôi chỉ đứng thứ ba thôi. Đó là cái tiêu chí của New Balance ấy. Tức là bây giờ không cạnh tranh với Nike, không cạnh tranh với Adidas nữa, chỉ cần đứng thứ ba thôi, sau 20 kg là đủ rồi. Đó, đấy là một trong những câu nói mà em Sành cảm thấy rất là truyền động lực luôn. Nhưng mà chắc chắn là cái động lực đấy không đến với em Sành rồi. Nói đùa mọi người thôi, chúng ta quay trở lại với câu chuyện chính của chúng ta luôn nhá. Đây sẽ là mã A33 với một con áo đến thương hiệu New Balance. Con này thì có vẻ là sẽ vừa vặn với các chị em hơn. Ví dụ như là cánh đàn ông mình có quần có áo rồi thì cũng nên mua tặng những người phụ nữ của mình chứ ạ, đúng không ạ? Và nếu mà không mua tặng thì cũng không sao, em Sành Đồ Si mấy hôm nữa mùng 8 tháng 3 sẽ tặng hết cho mọi người nhá. Đây sẽ là mã A33 của con áo này size MO. Chiều dài chiếc này 66, ngang 50 và chiếc này 44. Con áo này thì sẽ phù hợp với anh chị nào chúng ta khoảng 60-65kg có thể mặc đẹp cái sản phẩm này nhá. Khoảng 60-65kg, hàng của New Balance rất là chất lượng. Tiếp theo chúng ta cùng nhau đến với một con của Limit nè. Một con của Off Limit này, con này thì chuyên cái dòng này anh chị biết là bóng rổ rồi đúng không ạ? Con này sẽ rất là dày, sẽ cầm vào tay rất là nặng nhé.
thích cái kiểu phối đồ của họ này. Họ phối đỏ đen vàng, đỏ đen vàng, cái kiểu phối như này nhìn rất là siêu nhân luôn. Anh chị cứ cảm giác là nó giống kiểu siêu nhân gao được xem gao. Con này thì chúng ta sẽ có rất là mới luôn, phần tay bo các thứ của họ này rất là mới. Và đặc biệt đây là một thương hiệu khá là lớn, với những anh chị nào tín đồ của Basketball thì anh chị sẽ biết đây là một thương hiệu rất là lớn. Con này thì họ sẽ làm dày dặn nhá, mặt bên trong và cả mặt bên ngoài nữa, bên trong lót bông. Và bên ngoài thì gió, cái kiểu gió này không phải gió xôn xoàn mà gió này gió dày, có thể là chống gió rất là tốt. Đây sẽ là mã A34 với con áo này size LO, chiều dài chiếc này 70, ngang là 58 và vai chiếc này là 48. Con này sẽ phù hợp cho anh chị nào chúng ta khoảng 70kg đổ lên thì có thể mặc ok nhé. Hoặc là anh chị nào khoảng 70kg mà có cảm giác mặc vừa thì cũng có thể chơi được con này luôn. Con này rất là mới và đặc biệt đó là anh chị mặc lên thì sẽ lên form rất là đẹp. Em sạch thì đó, nếu mà em sạch mặc lên thì nhìn cũng rất là đẹp, nhưng mà tiếc là con này không vừa size em. Sản phẩm tiếp theo chúng ta có một con của Adidas này. Một con của Adidas, con này thì sẽ có hai cái lớp bông và đặc biệt đó sẽ có chỉ nổi tag Adidas đây anh chị. Đây anh chị nào muốn cần check chính hãng thì về có thể tự check nhé. Với chiếc này chúng ta sẽ có mã A35 với một con áo size SO, con này chiều dài sẽ là 60, ngang 50 và chiếc này là 37. Con này thì anh chị nào chúng ta khoảng dưới 60 nhé, dưới 60kg thì có thể mặc ok, con này là size S, size rất là nhỏ. Nên anh chị ở chúng ta thích thì có thể mặc con này. Đó, chỉ ở đây là chỉ nổ hàng Adidas chính hãng. Con này thì cũng vừa đúng đủ dày luôn. Lót bên trong là lót bông, bên ngoài là gió, vừa đúng đủ dày luôn. Đây là một trong những con áo mà em sành kiểu rằng là thấy nó khá là quý hiếm này anh chị này. Quý hiếm tại vì nó ít thôi, chứ còn con này hiệu của nó thì cũng không đến nỗi kiểu rằng là quá là cao siêu anh chị ạ. Chúng ta sẽ có một con của Atlanta này. Với con này thì họ sẽ chuyên tài trợ cho những cái giải bóng đá, ví dụ như là kiểu Brazil này, xong rồi thứ đây cà phê du Brazil này. Đó, con này thì hôm trước bác nào mà mua cái quần này rồi ấy, thì nếu mà cái áo này vừa thì bác sắm nốt con này cho đủ bộ nhá. Với chiếc này có thêm một cái tag đây nữa, gió bên trong thì rất là mỏng, nói chung là chỉ một lớp gió mỏng thì con này chắc là sẽ phù hợp với những quý anh chị nào chúng ta ở trong Nam hơn. Đây sẽ là mã A36 với con áo này size LO, chiều dài là 70, ngang là 57. Con áo này thì sẽ phù hợp cho anh chị nào chúng ta khoảng 70 cho đến 7, anh chị cứ khoảng 75kg thì có thể mặc ok con này. Nói chung là khoảng 75kg thì anh chị sẽ nét nét với con này, một con hàng chất lượng đấy ạ. Sản phẩm cuối cùng trong clip của chúng ta ngày hôm nay đó là chúng ta sẽ có một con của Vansport. Một con của Vansport, con này thì nhìn cổ to to này, anh chị biết là kiểu này giấu được mũ rồi đúng không ạ? Đằng sau thì họ thiết kế rất là ngon nghẻ và ok. Có thêm một cái túi trái ở đây nữa cho anh chị nào chúng ta thích cho những cái vật dụng linh tinh vào đây. Và ở dưới thì có hai cái túi như thế này nữa. Mặt bên trong thì chúng ta sẽ có thêm một cái lớp bông lót bên trong như thế này anh chị ạ. Và với chiếc này của Vansport thì em Sành sẽ tự tin khoe cá tính với mọi người. Riêng về chiếc cúc này, cúc dập họ làm quá là đẹp luôn. Bên trong ngoài cái cúc này ra thì họ còn làm thêm cho chúng ta một cái khóa nữa. Và cái dòng khóa này chúng ta sẽ cùng nhau khám phá xem nào. Đây là dòng khóa IKK anh chị ạ, dòng khóa IKK. Với chiếc này chúng ta sẽ có mã A37 với con áo này size MO, chiều dài chiếc này sẽ là 69, ngang 57 và chiếc này là 52. Với anh chị nào chúng ta khoảng 65-70kg có thể mặc ok cái sản phẩm này nhá. Khoảng 65-70kg. Anh chị nói chung là mấy con gió này thì anh chị có thể là mặc rộng ra thêm một tí cũng không sao cả. Và đây cũng là sản phẩm cuối cùng trong clip của chúng ta ngày hôm nay. Một lần nữa Thành Đồ Si nhắc lại cho quý anh chị rằng là chúng ta chốt đơn với mức giá là 450k trên một sản phẩm bất kỳ, đã bao gồm phí ship rồi. Hay nói một cách khác, Thành Đồ Si miễn phí ship giao hàng trên phạm vi toàn quốc từ Bắc Trung cho đến Nam. Rất là cảm ơn anh chị đã theo dõi hết clip này. Chúc anh chị là sẽ có buổi tối tuyệt vời bên người thân và gia đình. Thành Đồ Si xin chào, hẹn gặp lại anh chị ở những clip tiếp theo ạ. Anh chị nhớ rằng đăng ký kênh Thành Đồ Si để Thành Đồ Si còn thông báo đến anh chị mỗi khi mà ra clip mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.